Anytime, anywhere, I can talk live. Hello mọi người, mình là Bùi Công Nam và xin chào mọi người đến với bài hát đầu tiên của dự án thứ 5 Anytime, Anywhere, I Can Talk Live. Bàn chân cứ mãi buồn bã vội vã, nhiều khi chẳng nhớ nơi xa ở nhà. Những ngày cuối năm ba với mẹ hay vô xa, chỉ để mong gọi thăm hỏi bao giờ con tới, chỉ để nhắn đôi lời về chưa con ơi. Xung quanh họ về hết rồi, đừng để 30 sẽ đông bon trên khói bụi. Cả năm qua đã vất vả nên thôi Tết nhanh về, cùng mẹ dọn dẹp linh tinh mấy thứ ba mày đợi. Hình như năm nay mẹ đã căng nhiều tóc bà, hình như năm nay nếp nhăn ba thêm rõ ràng. Hình như lâu nay con mãi buồn ba quá vô tình, để giờ chợt lòng con rơi nước mắt khi thấy ba mẹ xa đi. Chìm trong những giấc mơ con ngày đêm, phải chăng những thứ con đang bỏ quên là điều ước trong mai sau này con mới biết, là được bên cạnh âu yếm gia đình thương mến, được hỏi thăm đôi lời về chưa con ơi. Xung quanh họ về hết rồi, đừng để 30 sẽ đông bon trên khói bụi. Cả năm qua đã vất vả nên thôi Tết nhanh về, cùng mẹ dọn dẹp linh tinh mấy thứ ba mày đợi. Hình như năm nay mẹ đã căng nhiều tóc bà, hình như năm nay nếp nhăn ba thêm rõ ràng. Hình như lâu nay con mãi buồn ba quá vô tình, để giờ chợt lòng con rơi nước mắt khi thấy ba mẹ xa đi. Về chưa con ơi, xung quanh họ về hết rồi, đừng để 30 sẽ đông bon trên khói bụi. Cả năm qua đã vất vả nên thôi Tết nhanh về, cùng mẹ dọn dẹp linh tinh mấy thứ ba mày đợi. Mẹ ơi con yêu của mẹ đã về tới nhà, dù đường hơi xa ba yên tâm con ốt mà. Cả năm buồn ba đôi khi con quên mất gia đình mình, vẫn ngày đêm luôn mong tin con đã về rồi đây. Đừng lo cho con nữa nhé, con đã về rồi đây.